Xin chào mừng các bạn đến với kênh câu lạc bộ nghệ thuật mặt trời đỏ khiêu vũ thể thao. Hôm nay chúng mình sẽ hướng dẫn và giới thiệu với các bạn vũ điệu cha 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 đôi, bài cơ bản số 1. Sau đây xin mời các bạn đi vào bài học của ngày hôm nay. Lưu ý chúng ta có nữ luôn luôn luôn
chúng ta đưa chân trái của mình ra, sau đó chúng ta đưa tay nhẹ nhàng để chúng ta bắt đầu vào bài. Chúng ta có tư thế chuẩn bị, nam có thể đứng bình thường đấy, có thể là chân của chúng ta hơi dập nhẹ nhàng một chút. Sau đó chúng ta vào bước cơ bản đầu tiên, đó là bước cha 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 tiến lùi trên trục dọc. Chuẩn bị 1 2 cha cha cha, 2 2 cha cha, 3 2 cha cha cha, 4 2 cha cha cha, 5 2 cha cha cha, 6 2 cha cha cha, 7 2 cha 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 và 8 2 cha cha cha. Tiếp theo người nam sẽ tiến chân trái của mình lên chân trục ngang, chuẩn bị 2 3 tiến trái, 1 2 cha cha cha, 2 2 cha cha cha, 3 2 cha cha cha, 4 2 cha cha cha, 5 2 cha cha cha, 6 2 cha cha cha, 7 2 cha 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 và 8 2 cha cha cha. Tiếp theo người nam sẽ mở tiến bằng chân trái, mở tiến bằng chân trái, chuẩn bị 2 3 1 2 cha cha tiến, 2 2 cha cha tiến, 3 2 cha cha tiến, 4 2 cha cha tiến, 5 2 cha cha tiến, 6 2 cha cha tiến, 7 2 cha cha tiến và 8 2 cha cha cha. Rồi tiếp theo người nam sẽ lùi bằng chân trái, lùi trên trục ngang, chuẩn bị 2 3 1 2 cha cha lùi, 2 2 cha cha lùi, 3 2 cha cha lùi, 4 2 cha cha lùi, 5 2 cha cha lùi, 6 2 cha cha lùi, 7 2 cha cha lùi và 8 2 cha cha cha. Tiếp theo chúng ta sẽ có bước cha 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 trên trục dọc của người nam, chuẩn bị tiến chân trái 2 3 bắt đầu, 1 2 cha cha cha, 2 3
cha, 3, 2, cha, 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 4, 2, cha, 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 5, 2, cha, 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 6, 2, cha, 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 7, 2, cha, 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 và 8, 2, cha, cha, cha. Tiếp theo, chúng ta có bước cơ bản quay nửa vòng của người nam. Người nam tiến trái bước cơ bản đầu tiên, chuẩn bị 2, 3, 1. Người nam bước cơ bản đầu tiên, chúng ta bước bình thường, bước cơ bản thường đã trên trục tiến lùi bình thường, sau đó chúng ta mới quay sau hài và tiến bình thường. Bắt đầu 1, 2, cha cha cha, 2, 2, cha cha quay, 3, 2, cha cha quay, 4, 2, cha cha quay, 5, 2, cha cha quay, 6, 2, cha cha quay, 7, 2, cha cha quay, và 8, 2, cha cha cha. Như vậy là chúng ta đã học xong bước cơ bản của người nam rồi. Sau đây xin mời các bạn cùng đi khớp nhạc chậm cho người nam nhé. Sau đây xin mời các bạn đến với bước khớp nhạc của người nam. Chuẩn bị hai tay co lên buông nhẹ ở phần hông. Chúng ta chuẩn bị